lại là Heo đây. Hôm nay thì Heo cùng với lại một người bạn của Heo lại hướng dẫn cho các bạn làm các bước tạo kiểu trong mỗi bức hình đều có thể nhìn rất tự nhiên nha. Hi, mình tên là Pro, hôm nay sẽ làm mẫu cho Heo. Các bạn cùng chờ xem những số hình của Heo và Pro nha. Bước thứ nhất, các bạn dựa vào tường, rồi lấy chân phải mình co lên, lấy cái tay để lên trên đùi, rồi mắt mình nhìn về phía camera. Bước thứ hai, các bạn lấy tay phải dựa vào tường, rồi chân phải bước xéo lên, rồi mắt nhìn về phía xa xăm. Bước thứ ba, dựa hết lưng vào tường, lấy hai tay dựa lên luôn, dang hai bên, rồi nhấc chân phải lên, rồi mắt nhìn xa xăm. Nó cũng giống như kiểu đầu tiên, nhưng chỉ khác là các bạn bỏ hai chống hai tay hai bên thôi. Bước thứ 4, đứng song song với tường, rồi lấy tay phải, lấy kiểu tay phải mình dựa vào tường, rồi các ngón tay tựa vào cầm. Rồi, mắt nhìn xa xăm hoặc là mình có thể mình nhìn về phía ống kính. Kiểu số 5, nếu các bạn có một cái ghế hoặc là bất kỳ một thứ gì mà vật gì mà mình có thể mình ngồi được thì mình cứ ngồi sát bên một cái corner, rồi mình sẽ nhón một cái chân lên, rồi mình đưa luôn cả cái tay của mình hướng về phía cái chân mình vừa mới nhón, rồi kéo cái vai lên thẳng lên phía trước. Đó là mình có thể tạo được một kiểu rồi. Hôm nay Heo và Pro thì còn vui và cuối cùng cũng đã xong được